Alo. Chưa thấy ai coi. À, có được 4 người rồi. Bây giờ ai mà vô rồi đó thì vui lòng nói cho có nghe rõ không nha. Có nghe rõ không? Có nghe rõ không? Nghe rõ chưa? Có ai nghe rõ thì trả lời lên đó, nghe rõ thì tôi mới biết được là nghe rõ hay không. Nghe rõ không? Các bạn nghe rõ không? Ai mà nghe rõ thì gõ một cái để tôi biết nó có trục trặc không chứ mất công hồi nói lại à. Nghe rõ không? Nguyễn Thành Nam nào, có nghe rõ không? Nguyễn Thành Nam, các bạn có nghe rõ không? Nghe rõ không cái đã. Rồi, nghe rõ ba tôi nói nha. Thì hôm nay đó thì tôi sẽ nói về cái tình hình mà chúng ta muốn làm xét nghiệm mà không làm được ha. Rồi chúng ta bị được đi làm xét nghiệm, có người thì cho đó là được nhưng mà có người nó là bị, đúng không? Hoặc là chúng ta đang chờ kết quả xét nghiệm ta hồi hộp cái gì ha. Thì trước khi vô cái này đó, để tôi nói tình hình luôn cho các bạn biết. Bây giờ mình nhập vô ngày 4.000 đúng không? Thì tôi thấy xuất viện 2.000 cũng bình thường. Có người nói ủa sao xuất viện dữ vậy? Chắc là tại vì quá tải nên cho về. Không phải đâu, tại vì cách đây một tuần á là mình bị cái đợt này, thành phố Hồ Chí Minh là bị cũng lâu rồi đúng không? Mà cái đợt đó cũng ngàn mấy, 2.000 mấy, 2.000 vô á, thì bây giờ nó xuất viện 2.000 là cũng bình thường, cũng bình thường. Tại vì cách đây 10 ngày nó vô 2.000 thì giờ phải ra 2.000, bởi vì nói chung là cái bệnh này nó khoảng 7 8 10 ngày nó sẽ tự lui, nó sẽ tự lui đó. Thì mình thấy bây giờ mình nghe nói 2.000 cái tự nhiên mình nói ủa sao bữa nay sao kỳ vậy, thì không đúng đâu nha. Cái thứ hai á là cái chuyện mà thành phố Hồ Chí Minh á xây dựng những cái khung mà cách ly tại nhà ha, F0 F1 rồi theo dõi tại nhà, F0 F1 rồi xuất viện khi mà cái tỷ lệ, cái nồng độ virus đó, ở trong cổ họng nó giảm xuống rất là nhiều à, thì cái đó cũng bình thường, cái đó cũng bình thường. Tuy nhiên cái điều này thì mình không có thể áp hết vô cho tỉnh được đâu, chưa đâu à, nó tùy vào tình hình. Và tôi chỉ muốn nói các tỉnh là như thế này, nếu các bạn mà có làm trong chuyên môn ở tỉnh đó, mà có nghe đó, hoặc là mình là người dân ở tỉnh đó nghe đó, thì phải học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, những cái gì mình làm tốt hơn, làm nhanh hơn mình phải làm, chứ không là nó cũng tè le vậy đó nha. Thành phố Hồ Chí Minh là giãn cách, tất cả là đợt này đợt thứ ba rồi đúng không, đợt thứ ba rồi, mà mỗi đợt 15 ngày 1 tháng rưỡi rồi, mà có lẽ là thêm nữa đó. Thì bây giờ các tỉnh á là mới có đợt đầu thôi đúng không, là chỉ thị 16 là chưa được 2 tuần mà, nhưng nếu chúng ta làm không tốt thì chắc chắn nó kéo dài năm nữa, chắc chắn nó kéo dài năm nữa. Thứ nhất á, không tốt là cái gì? Không tốt là giãn cách rất là chung chung, giãn cách rất là chung chung. Tôi cũng nói với bác mấy, tôi cũng ở đây, tôi cũng sẵn tôi nói luôn với các phóng viên á, đừng có chụp ở ngoài đường, đừng ở chụp ở ngoài đường lớn mà khoe là giãn cách, đừng chụp chỗ đó. Vô trong hẻm á, canh cái lúc cái giờ mà người ta đi chơi được á, dù chiều tối xuống á chụp á thì mới đúng nghĩa là giãn cách ha. Hoặc giờ mà người ta sinh hoạt đi lấy đồ ăn đi nấu nướng rồi đó mới đúng là giãn cách. Chứ còn hiện nay mà mình đi ở ngoài mình chụp, mình đưa lên mình nói ở đây là giãn cách rồi, đường trống vắng không có giá trị hết. Và tôi nói một cái khó khăn nhất của thành phố Hồ Chí Minh là cái chỗ giãn cách mấy tuần nó không có giá trị gì nhiều ha, thành ra nó lây trong khu phong tỏa. Điều đó rất là nguy hiểm. Điều đó có hai phần, phần của chính quyền là phải cương quyết canh mấy cái hẻm đó, và phần của người dân là đúng nghĩa giãn cách nhà với nhà, chứ còn nếu không thì là cái vết xe đổ là chết. Cái thứ hai là mình ở tỉnh nó có những cái vùng
nhà trọ nè, khu chật đích nè, hẻm hẹp nè, hẻm gì hẳn hẻm cái gọi là chằng chịt nè, bị lung tung cho nó không kiểm soát được, mày cái đó phải lo. Rồi những cái nhà trọ mà nó có liên kết với lại cái khu công nghiệp ha, thì mấy cái đó rất là quan trọng. Nếu mình không nghiêm chỉnh làm cái đó là tè lẹ luôn, tè lẹ cũng như không. Thứ hai là nếu mình là cái người mà tham gia trong cái lấy mẫu đồ này kia, được lấy mẫu này kia đó, là mình phải nghiêm, lấy mẫu xong không ngồi im chỗ à, về nhà không ngồi im đi lung tung là tại mình có khả năng gì đó người ta mới lấy mẫu của mình à, mình đi lung tung như vậy là không được, tại vì có khả năng mình lây nữa đó. Rồi kết quả xét nghiệm ở tỉnh đó, là cũng phải coi lại. Nếu mà mình cứ nói là 24 giờ sau là tính, 24 giờ sau là tính, tại vì Bộ Y tế cho 24 giờ là cái chắc, tại vì 24 giờ là nó lây cả chục người đó. Rồi chục người này qua chục người kia là nó đi tới đâu mà xa à, thành ra cái chiến lược xét nghiệm, chiến lược truy vết đó, nó không giống thành phố Hồ Chí Minh, nó phải giống cái giai đoạn đầu đó, giống như hiện giờ nó phải truy vết nhanh, xét nghiệm làm sao giãn cách thiệt chứ không phải là giãn cách lung tung. Đó là tôi nói cái phần đầu tiên để chúng ta biết là cái tương lai của tỉnh, nếu mà mình các tỉnh mà nếu mình không không làm cho nó chặt từ trong cái cơ hội của cái lần giãn cách này, giãn cách đầu tiên thì nó tè le hết à, làm tôi biết. Bây giờ tôi sẽ nói vô cái phần xét nghiệm à. Tại sao người ta xét nghiệm? Người ta xét nghiệm để người ta chứng minh là cái ông này nè không có mang virus trong họng hay không à. Cái thứ hai là cái con virus này nè, cái nồng độ này nè, nó có lây không, nó lây mạnh hay lây nhiều à. Cái thứ ba cũng có thể biết được á, là ông này mới bị hay là ông sắp hết rồi. Đó là thường thường cái mà thọt trong họng ngoáy ngoáy ra rồi chết nhanh thông thường rồi visa vậy đó, có mấy mục đích như vậy à. Còn sau này có khả năng là Việt Nam mình nó sẽ phải làm một cái test nữa, mà đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh cái chỗ bị quá đó, một test nữa ta gọi là test nhanh kháng thể. Nên kháng thể là sao? Nó nghĩa là ta sẽ lấy máu của người này ra, người ta đo cái nồng độ kháng thể mà chống với con Covid đó. Bình thường mình không có bị Covid hoặc là mình không có chích ngừa thì không bao giờ có cái đó. Nếu mình không chích ngừa mà mình có kháng thể đó là chỉ có mình con Covid nó vô người mình thôi à. Mà lúc đó thì có thể mình phết chỗ này ra không còn cái gì đó, tại mình hết bệnh rồi à, thì có xét nghiệm là như vậy. Như vậy thì khi mình muốn làm xét nghiệm hay là mình được làm xét nghiệm hay là mình cảm thấy là mình bị người ta kêu mình ra xét nghiệm thì nên làm cái gì, đúng không? Làm cái gì? Đó. Làm cái gì? Muốn là sao? Muốn là mình ngồi mình tư duy mình nói là không biết là hàng xóm bị mình có bị không à, mình muốn trả lời liền cái câu hỏi là tôi có bị không, hoặc muốn là gì, mình đi lung tung quá đi à, nghe đồn mình tới cái chỗ đó, mình tới cái chỗ đó mình bị có một cái người mình tiếp xúc với người nào đó không rất là mơ màng, hoặc là mình sinh hoạt mình đi lung tung quá đi không tiếp xúc sao được hết, thì mình muốn làm cái xét nghiệm để trả lời cho mình biết là có bị hay không, đúng không? Đó. Cái thứ hai là mình được xét nghiệm đúng ý mình à, mình đang nghi ngờ ta kêu mình tới xét nghiệm rồi mừng quá xét nghiệm, tại vì bây giờ thấy mà ta kêu mình tới á, là mình được miễn phí, đúng không? Còn bị là sao? Bị là mình nói tôi không có liên quan những cái vụ này, tự nhiên kêu ra làm gì đó. Nhưng mà người ta đâu có nói vậy, người ta nói là tại vì anh ở cái vùng nó nguy cơ, thành ra tôi muốn biết là anh có bị không, để làm chi, để coi mình bị á là mình sẽ có thể lây cho người khác. Tại vì sao? Cái bệnh này nhìn ở ngoài không biết, nhìn ở ngoài không biết, chỉ có xét nghiệm nó biết là à, cái ông này trong miệng, ông này trong họng này có rất là nhiều virus hay là có một ít virus, ông có thể lây cho người khác, nhìn ở ngoài không biết. Cho nên nhiều khi người ta kêu mình ra, có nghĩa là trong đầu mình thấy là bị, nhưng mà cái ông đi xét nghiệm hay cái người chỉ đi xét, cái người ra lệnh đi xét nghiệm mà ta nói là phải tìm cho ra, coi cái ông này không có thì thôi, không có thì phải lo cho cái cộng đồng, phải lo cho bản thân ổng đó. Nó là được là sao, bị là sao, muốn là sao hả, làm sao thì được, nói cho nghe nha. Cái xét nghiệm cái họng của mình á, nó có giá trị rất là tốt ở chỗ là gì? Thứ nhất, có hay không, có hay không. Thứ hai là khi mình làm xong á, mình có thể đoán được là cái ông này nè trong họng ổng có nhiều hay là có ít, làm được hết á à, làm được hết. Nó có hai xét nghiệm. Xét nghiệm thứ nhất á là PCR, nói trước đi à.
PCR là sao? Người ta phết cái họng này ra trong cái que tăm bông á, ngoáy á, mà nhiều nhất là trong nước miếng là ngoáy sao sao đó, rồi bỏ vô cái ống đó, bắt đầu người ta về người ta bỏ vô cái máy, rồi ly chích đồ ra nó rắc rối đó, bỏ vô cái máy, thì cái máy này nè nó chạy theo từng chu kỳ một nha, từng chu kỳ một. Nếu con virus nó nhiều á là chỉ cần ít chu kỳ thôi là nó ra, còn nếu mà cái con virus ít á nó phải cần nhiều chu kỳ nó ra, mà cái chu kỳ đó là gọi là CT. Cho nên con số của CT á nó tỷ lệ nghịch với lại cái nồng độ virus. Con số CT càng lớn là nồng virus nó càng nhỏ, tỷ lệ nghịch. Tại nó chạy ít vòng, phải chạy nhiều vòng mà chạy ít vòng có nghĩa là nhiều virus quá, chạy ít vòng nó ra rồi, mà phải chạy nhiều vòng nó mới ra, có nghĩa là ít virus quá. Nha, cho nên sau này mình nghe có một số người hỏi tôi á là trả lời cái phiếu trong đó nó ghi là gen gì gì 16 là gen gì gì 17, thì trong đó nó có hai cái gen. Khi mà nó có đúng hai cái gen đó đó thì người ta mới công nhận nó là dương tính. Thì con số 16 phải mấy đó mình lấy số ngoài thôi, lấy số 9 thôi chứ đừng có số sau dấu phẩy làm cái gì. Đó, con số đó người ta bảo là CT trên 33, trên 30. Hiện nay là ở thành phố Hồ Chí Minh thôi nha. Trên 30 thì người ta nói là à cái này nó ít lây. Mà đặc biệt đó, theo sách vở là trên 33 là nó không lây nữa. Như đó. Nó không lây nữa. Thì cái cũng không ra nữa. Đó, thành ra mình nói về cái visa. Nha, cho nên các bạn cũng phải nên tìm hiểu là à khi mình bị xa dương á, là CT của mình bao nhiêu, đúng không, để mình đoán là trong họng mình còn nhiều virus hay ít virus đó, cái đó rất là quan trọng. Cái thứ hai là cái test nhanh này á nha, tôi sẽ vẽ cái hình này ra cho các bạn coi nha. Biết mình thấy không? Thấy hình parabol này không? Đó. Khi mà con virus nó xâm nhập vô cơ thể mình á thì ban đầu là mấy ngày đầu nó nằm đây nè. Cái đường cong này nè là nó biểu hiện cái số lượng virus ở trong cái họng. Trong cái họng mình á. Đó. Ví dụ như mới bị mới bắt đầu khởi phát ở nằm đây. Mấy ngày đầu nó tăng lên. Ngày thứ 5, thứ 7, thứ 8 xong đó nó giảm xuống. Thì cái test nhanh của mình á là nếu chỗ này nè là mình thử nó không ra, và chỗ này nè mình thử nó cũng ra luôn. Cho nên khi mình làm test nhanh không ra đó có hai khả năng. Một là cái chỗ này nè nó mới bị thôi, thành ra nó không ra, ngày mai ngày mốt nó mới lên nó mới ra. Hai là cái chỗ này nè là sắp hết bệnh rồi nó không ra. Mà nếu sắp hết bệnh không ra thì ngày mai nó cũng không ra luôn, nó cũng không lây luôn. Đó, thì người ta nghiên cứu người ta thấy là cái nồng độ chỗ này nè mà một cái test nhanh tốt á là tầm 33, là 30, 33 là nó tiện thấy, là nó ít quá thì test nhanh tiện thấy. Cho nên cái đường cong này nó rất là quan trọng khi mình làm xét nghiệm. Ví dụ như cái ông này ông bệnh 5-70 ngày rồi mà ông thử ra CT thấp, nghĩa là ở nằm khu này. Nghĩa là nó nằm cái khu này, nó nằm cái dãy bên này, đúng không? Dãy bên này thì sao? Thì càng ngày nó càng giảm, giảm tới lúc nó không lây. Còn nếu mà ông không biết ông bệnh rồi nào làm ra khu này thì coi chừng ngày mai ông lên nữa. Thì cái ngày này là mình biết, ví dụ như hồi đầu tiên phát hiện ông chỗ này, mấy ngày sau phát hiện từ 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 giảm ở đây là cái nhộn không đây, đúng không? Còn mới phát hiện xong mình thấy đây, hoặc là mình phát hiện không ra mình thấy đây, nếu ông bị 3 ngày sau tới nào cũng loại lên, bởi vì càng ngày nó phải càng tăng lên xong nó mới giảm xuống được đó. Cho nên mình nhìn cái hình này nè mình mới hiểu là test nhanh là sao mà PCR là sao, phải hiểu vậy. Test nhanh là cái gì? Rất là nhanh nhưng mà nó thấp quá nó không thấy. Mà không thấy thì 3 ngày sau mình quất lại là nó ra. Đó, hoặc là mình mà không thấy là mình ở yên trong nhà luôn, 10 ngày sau quất lại là nó hết hoặc là nó ra, đúng không? Đó. Thì với cái test như vậy đó, chúng ta có thể hình dung là có lúc người ta làm test nhanh bởi vì cần nhanh,
có lúc người ta làm PCR bởi vì cần chính xác, cần cái độ của nó để tách ra đó ha. Đó là như vậy đó, hai cái test chúng ta có thể hình dung nhỉ. Bây giờ tôi sẽ bàn sâu vô. Nếu mình là cái người muốn à, muốn xét nghiệm nè, mà mình không được xét nghiệm thì mình làm cái gì, đúng không? Bây giờ mình muốn có nghĩa là sao? Không biết mà lâu nay mình đi đâu á, mình có bị lây không? Hàng xóm nhiều quá, không biết mình có bị lây không? À. Nhưng nếu mình chưa được làm xét nghiệm thì mình làm gì? Đấy thì mình suy nghĩ nè, nếu mà tôi có virus trong họng thì tôi có thể lây cho gia đình, đúng không? Mà mấy bữa nay là mình với gia đình nó gần quá đi, thì mình tiếp tục mang khẩu trang, cố gắng không tiếp xúc. Tại vì sao? Mình biết trước hay biết sau, trong khi cái mình rất là khỏe mạnh, thì nó có hai khả năng xảy ra, ba khả năng xảy ra. Một là mai mốt mình cũng không bị luôn, mình đã yên trong nhà mình 14 ngày nha. Đầu tiên mình xét nghiệm, mình thích ý trong nhà 14 ngày là mình không bị luôn, đúng không? Thì mình có xét nghiệm trước hay xét nghiệm sau thì nó có khả năng là tôi không bị, bởi vì tôi không thấy triệu chứng gì hết. Khả năng thứ hai là lúc đầu mình chưa bị, mình đang cũng bệnh, nhưng mai mốt mình có triệu chứng, à có khả năng là bây giờ mình mới bị, mới ra triệu chứng nè, đúng không? Thì nó cũng sẽ theo cái quy luật là nó tăng lên như vậy cho tới 5, 6, 7, 8 ngày, cho tới 10 ngày nó xuống. Nhưng nếu mình có triệu chứng thì mình nghĩ ngay là à, có hai khả năng xảy ra. Một là cái này mình cảm thường thôi, không có liên quan gì hết. Hai là có thể mình bị Covid. Nhưng nếu bị Covid F0 mà người ta, mình được người ta xét nghiệm là mừng. Nhưng nếu không thì sao? Thì cái bài trước tôi cũng nói rồi, tự chăm sóc F0 là sao, tự theo F0 là sao. Mà mình không có thở gì hết, mình không có bị gì hết, thì mình cũng sẽ đi qua cái chu kỳ là hết bệnh trong khi mình làm xét nghiệm, đúng chưa? Đó. Cái tình huống thứ ba là mình bị rồi mình hết luôn rồi, thì thử hoài nó cũng ra, chỉ có thử kháng thể mới ra. Thì lúc đó nếu mình có muốn đi nữa thì nó cuối cùng nó cũng xảy ra ba tình huống đó thôi. Cho nên trong thời gian mình muốn mà mình chưa được, trong thời gian muốn chưa được thì nó là cái gì? Thứ nhất, chờ có triệu chứng hay không. Mà khi có triệu chứng mình cũng phải nghĩ là à, không biết là do mình sinh hoạt mình bị cảm hay không, cũng theo dõi sức khỏe như vậy thôi. Hoặc là mình kêu người ta tới xét nghiệm, hoặc là tự mình đi mua xét nghiệm mình làm gì đó không biết. Theo tôi thì tự mua được hết, tại cái đồ quỷ này ai mà không làm được. Không lẽ dân Việt Nam là không thông minh bằng mấy cái dân chỗ khác thì sao mà người ta làm được mà sao mình làm được, đúng không? Đó, thì cái đó là xong. Cái thứ ba là nếu mà mình bị mình hết rồi thì chắc không là vấn đề gì nữa, sau này nó có dịp thì mình sẽ làm kháng thể đó. Cho nên mình muốn mà không được thì nó có ba tình huống như vậy, xong, đúng không? Đó có bị gì đâu. Đằng này tôi thấy có một số người muốn không được, bắt đầu gửi tin cho tôi, tin rất là căng thẳng là không biết em có bị không, mà em không bị thì sao, mà em bị thì sao. Thì nó chỉ có ba tình huống thôi, mình đừng có quá lo lắng về cái chuyện mình muốn mà mình chưa được làm xét nghiệm, hết sức bình tĩnh đó. Rồi có người tưởng tượng nữa, nếu mà tại sao mình không bị thì mấy mốt mình chậm một chút có sao không, bây giờ mình muốn mình làm luôn đi để mình đi ra ngoài, để mình đi cách ly cũng không cần thiết. Tại vì mình là người khỏe mà, tỷ lệ một số người khỏe rất là cao, sau cái bệnh rất là cao. Thành ra nếu mình cảm thấy như vậy thì nó là mình chỉ còn một nỗi lo thôi. Mình đi chơi nhiều quá, trong nhà mình có nhiều người già quá, không biết mình có bệnh có lây hay không, đúng không? Thì lúc đó mình phải tự cách ly, mình nghiêm chỉnh, mình mang khẩu trang, mình giữ giãn cách trong thời gian chờ đợi đó. Thì lúc đó mình ứng xử đúng. Còn cái tình huống thứ ba hết thôi chứ có cái gì đâu mà lo. Cho nên muốn mà không được thì có hai mấy cách. Thứ nhất, hết sức bình tĩnh, khi nào có triệu chứng thì thông báo để làm, hoặc là tự mua về mà làm, thế thôi. Thế thôi, không được cái đâu, có gì đâu. Giả sử như là mình sống ngoài khu cách ly đi, mình sống ngoài khu phong tỏa đi, đúng không? Tự nhiên cái mình tưởng tượng làm cái gì, trong khi nó cũng bình thường. Đằng này trong khu phong tỏa, hàng xóm mình hồi xưa giờ không bị, tự nhiên hàng xóm mình bị, mình mới đâm ra lo, đúng không? Mình cứ tưởng tượng như mình hàng xóm mình không bị thì mình cứ 5K như bình thường, thì việc gì mình muốn mà không được mình rối lên. Mà tôi biết là có rất là nhiều người rối lên, chả giữ được cái gì. Cái thứ hai là mình được xét nghiệm, đúng không? Được xét nghiệm. Được xét nghiệm nghĩa là sao? Là mình rất là hài lòng khi mình đang lo lắng quá, cái mình được ra xét nghiệm, đúng không? Thì mình hợp tác thôi. Tại vì người ta cũng đánh giá là cái khu vực anh ở nè, hoặc là anh giao du với ai, đặc biệt là F1 á, anh giao du với ai nguy cơ anh cao lắm. Tại sao người ta gọi là khi mình đã xét nghiệm
là bởi vì người ta đánh giá, đánh giá là vùng này nè, cái khả năng nhiều như vậy mà nó lâu như vậy đó, đặc biệt là cái vùng mà có cái người bệnh nặng rồi đó, đã lâu rồi, tại vì nó tấn công vô người bệnh nhẹ một thời gian sau nó mới tấn công vô người bệnh nặng đó. Ngoài trường hợp là cái ông này, cái nhà đó có nhiều người bệnh nhẹ nó ở trong nhà đó thôi thì tấn công đơn lẻ rồi, còn mà nó tấn công nhiều cả một cái xóm á là lâu rồi, thì người ta mới nói là cái này lâu rồi, cái chỗ này lâu rồi, thì mình phải đi tìm cho ra cái ông F1, ông F0 nha. Cho nên người ta mới, mình đúng là cái lúc đó ôi là được xét nghiệm rồi, đúng không, ta truy ra được xét nghiệm thì mình cũng tuân thủ giống như là cái người kia thôi, người kia thôi nha. Đúng hài lòng với mình, nhưng mà bắt buộc mình phải tuân thủ giống như cái ông kia. Khi mình được xét nghiệm nghĩa là nguy cơ của mình cao hơn, người ta mới kêu mình đi xét nghiệm. Mà nguy cơ của mình cao hơn là cái nguy cơ gì? Nguy cơ là trong họng mình đang có virus. Bởi vì người ta thấy như vậy người ta mới kêu mình ra, đúng không? Rồi kêu mình ra thì mình biết là có thể là mình sinh hoạt sao nó không biết, nhưng mà khi người ta điều tra là người ta thấy là mình đi vậy á, cái vùng này vậy đó, là người ta kêu mình ra. Rồi mình cũng hợp tác, thì lúc đó mình quay về nhà phải tưởng tượng là trong nhà mình không biết sao đây ha. Thì lúc đó mình phải càng phải nghiêm chỉnh trong cái việc mà giữ giãn cách trong gia đình và trong hàng xóm, đúng chưa? Thì nó cũng rất là bình thường, nó cũng rất là bình thường, là mình chờ kết quả, thì lúc chờ tất cả tôi nói sao ha, chờ kết quả tôi nói xong. Cái thứ ba là bị ha, bị xét nghiệm. Nó bây giờ tôi ở lầu mười mấy á, mà cái ông bị F0 ở túi dưới đất á, tự nhiên kêu tôi ra làm gì? Tôi ra làm gì? Tôi đâu có chơi với ai đâu, tôi đâu có chơi, tự nhiên kêu ra làm gì? Mình cảm thấy mình không chịu, cái lần bị xét nghiệm đúng không? Chết mồ rồi, tự nhiên kêu mình ra làm gì? Thì nếu bị như vậy á, nó có hai cái nỗi lo. Nỗi lo thứ nhất là mình biết mình đi ra ngoài nó thọt đúng không? Nó thọt à? Biết thọt đúng không? Thứ hai là biết thọt thì nó có lây không? Đúng không? Vì ai cũng lo vậy đó. Thì theo tôi làm như nè, các bạn làm như nè. Thứ nhất á, cầm thêm một chai nước xịt rửa tay nhanh. Thứ hai á, cầm thêm một chai nước muối sinh lý súc miệng. Thứ ba là thông thường á, về nguyên tắc người ta làm xét nghiệm á, là phải, người ta phải làm cho cái ông ít nguy cơ trước. Có nghĩa là ông tuốt ở xa cái ông F0 người ta làm trước hết, xong rồi tới cái ông gần người ta mới làm. Hoặc là người ta làm bữa nay làm cái ông gần, bữa khác làm cái ông xa đó. Chứ còn cái quét tràn lan như kiểu này là nó có thể lây chéo. Nhưng tình huống đó mình ra làm sao? Mình trung phong ra làm trước. Nhưng mà nhiều người đã làm trước phải thứ tự đâu, đúng không? Thì mình làm như nè, mình đeo khẩu trang đúng không, lọc giấy tờ xong đúng không, đi tới không có ngồi, chịch cái tay của người, không có ngồi vô ghế nha, chịch cái cồn của mình vô cái tay của người đó. Tại vì mình ngồi người ta mới lấy được, đúng không? Mình không ngồi lấy gì người ta ấy, xịch cái tay vô, tại vì người ta mà lấy cồn nó chậm lắm, xịch cồn cho người ta rửa tay, cho đó mình ngồi xuống. Khi mình ngồi xuống chưa, nó kéo xuống, hít sâu vô, nín thở lại, kéo xuống một cái, lấy xong thở đi, rồi kéo lên súc miệng. Tôi nghĩ như vậy là rất là an tâm, cái đó tích tắc à, đúng không? Tích tắc thôi, đúng không? Mà kéo là kéo tới đây thôi à, vừa mới kéo xuống, mình hít sâu kéo xuống, nín thở, người ta lấy xong mình phì ra một cái, mình kéo mát lên là xong. Thì cái xác suất ở đây rất là thấp à, thì cố gắng mình làm như vậy á, để cho mình an tâm. Nó là bị ha. Mà bị thì có thể là người ta làm cách nhanh, có thể là người ta làm PCR gì đó, tùy người ta ha. Nhưng nếu người ta làm cách nhanh mình phải chờ kết quả ha. Mình ở đâu đó không biết, phải chờ kết quả. Tại vì có thể là mình về nhà, trong khu phố về nhà người ta kêu mình ra. Thì test nhanh á, được cái là mới nhanh ha. Cái là mới nhanh đó. Đó là muốn ha, được ha, bị ha. Giờ tới chờ kết quả nha. Kết quả thì thông thường cái kết quả này nè, nó có 2-3 khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất á, đùng một cái người ta nói tôi báo cho biết là ông test nhanh ông dương rồi, bây giờ tôi làm PCR nha, tôi làm PCR thì cái xác suất của mình trong họng này nè là có khả năng có virus. Nhưng bây giờ mình làm cái gì? Người có virus nếu mà mang khẩu trang đúng nha là không, rất là khó lây ra ngoài. Tại vì sao? Mình nói chuyện nó văng vô cái khẩu trang mạch bên trong á, cái cản nó hết rồi, rất khó lây ra ngoài. Thì lúc đó mình làm gì? Mình phải suy nghĩ nè, nếu mình test nhanh dương tính thì sợ nhất là mình đã lây cho gia đình mình rồi,
mình đã lấy cho đồng nghiệp mình rồi và mình không được lấy thêm nữa, là mang khẩu trang. Thứ hai, nếu mình không lấy xét nghiệm, thì mình cũng là người bình thường mà. Đó, tại vì bình thường mình mới đi lấy xét nghiệm, mình cũng bình thường, mình đâu có gì đâu. Nếu mình không lấy xét nghiệm thì mình cũng bình thường thôi, rồi mình cũng tự hết, hoặc là lâu lâu khi nào đó mình có triệu chứng rồi nó cũng tự hết. Còn nếu mình người lớn tuổi thì này này kia, mình phải suy nghĩ vậy đó, mình mới biết là à, thế nó cũng bình thường. Quan trọng là có kết quả vậy, chờ người ta làm xong lên lại. Thứ ba là gì? Có lẽ mình âm tính, nhưng mà cái xét nghiệm này nó bị gì đó, biết tôi làm PCR này. Thì tất cả những cái đó nó đều suy nghĩ như nhau. Và cái quan trọng nhất, nếu người ta nói mình làm lại dương tính, là mình phải nghĩ coi chừng mình lây thêm, đàng hoàng chút, mang khẩu trang đàng hoàng chút, về nhà báo cho nhà biết. Còn nếu có F0 đi nữa thì lúc đầu tôi nói rồi, nó cũng rất là bình thường. Cái thứ hai là gì? Lấy ra một cái mấy ngày sau người ta kêu mình, đó là lấy PCR gộp á, khoảng 24 tiếng sau hay là 36 ngày nữa mời mình ra lấy lại, thì nó có khả năng là trong cái mẫu gộp đó 5 người là có một người dương, thì mình không biết là mình dương hay là người ta dương, mình khác dương. Tại vì người ta không thể làm từng mẫu được, mà làm từng mẫu cho từng người nó nhiều, nó lâu lắm, làm không kịp. Người ta phải gộp lại cho nó nhanh, nó rẻ, thì người ta sẽ phân tích cái nhóm gộp làm sao để mà kêu một cái là bọn 5 người ra liền, đúng cái 5 người đó liền. Chứ còn gộp cái ông bên xóm A qua cái ông xóm B là chạy chích mộ nó không kiếm được. Thành ra sau này người ta gộp, người ta biết được cái ông đó đang ở đâu, biết được cái ông đó đâu, người ta gộp vậy. Thì nếu mà mình lấy ra mình kêu mình lại là à, có mấy xác suất xảy ra, một là mình là tình cờ vô cái nhóm đó thôi, hai là mình bị dương tính, thì nó cũng bình thường thôi. Tại vì nếu mình không có kết quả xét nghiệm kêu làm lại thì mình cũng bình thường, đúng không? Tại vì lúc đó mình sức khỏe bình thường, cho nên không có việc gì là phải căng thẳng hết. Lúc đó mình cũng suy nghĩ giống như là mình đang bị dương, à cái xác suất dương của mình thấp hơn là bởi vì một trong năm lận, một phần năm lận. Còn hồi xưa là mình test nhanh cái lần cái nhóm trước là test nhanh dương á, thì nó là như vậy. Thì cho nên mình mới thấy là có kêu đi làm lại hay là không chưa kêu đi làm lại nó cũng như nhau. Lúc đó là mình thuộc cái nhóm nguy cơ thì mình phải cẩn thận, mình phải 5K, mình phải rửa tay, mình phải mang khẩu trang. Bởi vì mang khẩu trang lúc đó không phải bảo vệ cho mình đâu, mà bảo vệ cho người xung quanh. Tại mình có nguy cơ mình mới đi lấy, nó thực hiện 5K cho nó tốt. Có một tình huống thứ ba là gì? Bẵng một thời gian không thấy gì đó. Thì đa số những cái người đó là âm tính. Đa số những người đó là âm tính. Tại người ta dương là người ta kêu mình liền, còn âm á người ta mắc công lắm, người ta phải vô máy rồi lo cho mấy ông dương trước, rồi vô máy mình đùm la rồi trả kết quả. Thì đa số là 2-3 ngày mà ta không kêu mình á là mình là kết thúc việc âm tính. Còn lẽ đương nhiên là trong xét nghiệm nó có những cái trục trặc rất là đặc biệt, thì cái đó mình cũng thông cảm. Bởi vì sao? Tất cả những tình huống đó mình đều suy nghĩ và chờ đợi, tương đối là giống nhau, chỉ có cái ông mà test nhanh dương tính á thì ông suy nghĩ hơi khác chút thôi. Còn tất cả những kia là cũng phải chờ, trong khi chưa kết quả chờ giống nhau. Thế ra mình đừng có lăn xăng lên, bây giờ sao lâu quá, sao đâu không có kết quả đâu. Thì nếu mà mình lâu quá không có kết quả thì mình phải suy nghĩ giống như là chưa được lấy, muốn nhưng mà chưa được lấy, phải suy nghĩ y vậy đó. Nên là tôi muốn kết quả nhưng mà tôi muốn lấy xét nghiệm mà tôi chưa được lấy, thì phải suy nghĩ vậy đó, thì mình mới đừng có trông chờ cái kết quả làm gì. Khi nào tới thì tới. Đó là lẽ đương nhiên là sau đó thì nó ra nhiều thứ khác, đúng không? Thì đó. Thì nói chung là hiện nay đó thì cái kết quả xét nghiệm làm cho mình quá lo lắng, mong muốn làm xét nghiệm nhưng thật sự nó cũng không giải quyết được gì hết. Đừng có lo lắng lắm, cùng lắm là F0 thì có thể đã lây cho gia đình rồi hoặc có thể chưa lây đó. Cho nên mình mới nghĩ là nó cũng vậy thôi à, tại vì cùng lắm là F0 mà người ta bị F0 khá là nhiều. Còn cách phòng thủ khi ra là khi ra ngoài lấy xét nghiệm thì tôi đã nói rồi, thì hy vọng là tất cả chúng ta trong khi thời gian chờ xét nghiệm là phải hợp tác, trong đó bình tĩnh cho bản thân mình, trong đó hợp tác trong cái việc giãn cách giữa nhà với nhà, giữa hàng xóm với hàng xóm, giữa xóm này với xóm kia, giữa họ hàng với họ hàng,
đó, thì trong thuốc thời gian đó thì chúng ta sẽ bình ổn lại thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta nhau nhau đây, mà tôi biết là các bạn nhau nhau dữ lắm, thành ra tôi mới nói về vấn đề này, tôi cũng nói về vấn đề này đó. Thì nội dung hôm nay là như vậy, thì tôi sẽ coi một số câu hỏi để tôi trả lời cho các bạn. À, có người hỏi là test nhanh dương PCR âm, tất cả mọi tình huống đều có thể xảy ra, tất cả mọi tình huống xảy ra. Có tình huống như thế này nha, mình thọt cái mũi này vô đúng không, ngoáy rút ra làm test nhanh, cái một hồi mình thấy test nhanh dương á, mình thọt vô cái lỗ mũi rồi ngoáy nữa là nó ra âm. Tại vì mình mới ngoáy sạch rồi, sạch mũi rồi đó, mình ngoáy lại nó âm. Thành ra nhiều khi phải lấy bên này xong lấy bên này, đó là như vậy. Nhưng mà tình huống nó khá là thấp, thì xét nghiệm nào cũng vậy đó, chỉ có xét nghiệm PCR, ngay cả PCR hôm nay âm ngày mai nó cũng có thể dương, chứ đừng nói là cái này cái kia. Thành ra trường hợp nó hết sức bình thường, cho nên tôi mới nói là mình phải hết sức bình tĩnh. Mình test nhanh mình dương một cái mình hết sức bình tĩnh, và sau này người ta còn phân ra là nếu mà test nhanh dương là phải nằm ở đâu, còn PCR dương nằm ở đâu đó. Có người nói nghe không được. Nói chung là người ta nói lung tung thì kệ, theo tôi thì người ta có chê tôi gì tôi cũng ít thì làm để ý lắm. Ở nhà không đi đâu mà còn bị á là do người khác mang về. Có câu nói là ở nhà không đi đâu mà còn bị, là do người khác mang về. Mà có thể là cái người khác mang về đó hết bệnh luôn rồi, hết bệnh luôn rồi. Chứ đừng có nói, có nghĩa là mình lây cho người ta xong mình hết bệnh luôn, rồi mình cứ tưởng là tôi không bị mà người nhà tôi không đi đâu, tại sao người ta bị? Hoặc là mình bóc hốt ở đâu đó mình mang về nhà, trước khi mình rửa tay mình đã tiếp xúc với người đưa cái tay đó người ta. Cho nên nhiều khi mình làm một cái nghề á, một cái nghề mình thấy nguy cơ đó, ví dụ mình làm ở siêu thị, hai cái nghề của mình siêu thị, làm trong bệnh viện, mình đi ra ngoài mình để đi shipper đồ ha, shipper tiếp xúc bóc khóc từ lúc hết, thì trước khi mình trở về nhà trong cơ quan phải rửa tay, trước khi bước ra khỏi cơ quan là phải rửa tay cho sạch, về tới nhà rửa tay xong là mới tiếp xúc người nhà, đó thì nó mới đúng. Chứ còn đừng có nói là ở trong nhà không mà nó bị, không có. Còn virus không có tự trên trời nó chui xuống được, nó chỉ có lây qua cái đường miệng mình mà tiếp xúc với người thôi, hoặc là cái bàn tay thôi. Hồi nãy cũng có người hỏi tôi là người lớn ở trong nhà suốt ngày, tại sao cái thằng trẻ nó đi chơi ở ngoài nó không bị mà về cái người lớn bị, đúng không? Thì đó là do có thể người trẻ đó họ đó là đi hết bệnh luôn rồi, hoặc là họ mang về cái bàn tay họ lại. Nhà ở khu phong tỏa, y tế xuống xét nghiệm, không báo là ai là F0, F0 đi vòng vòng, giờ nghiên khu xét nghiệm. Đó, cho nên cái khu phong tỏa nó là vậy nè, người ta đi vòng vòng thì kệ người ta, mình không nói được người ta thì mình đừng đi theo người ta vòng vòng, mình đừng có đi ra khỏi cửa để mình bắt tay người ta, để mình tám chuyện với người ta, thì người ta có F0 ngủ suốt trong cái khu đó mình cũng không thể nào bị được. Không thể nói người ta đi vòng vòng cái là nó bay nhà mình, không có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Có nghĩa là người ta đi vòng vòng mình bắt trước đi vòng mình bị, chứ còn mình mà bán án mình bắt đầu trong nhà mình làm đúng á thì không thể bị được. Hoặc mình đi ra mang khẩu trang đúng, mang nó siêu rồi nhưng mà mình giữ khoảng cách như người ta, dù có thể mình đi ra mình lấy cơm gì đó tiếp tế gì đó thì mình biết giữ khoảng cách, lăn sang làm cái gì, đúng không? Lấy trước làm cái gì đó, thì không thể nào nói là do cái người F0 nó đi vòng vòng không chơi với ai thì lấy cho ai, mà không có ai chơi với họ, họ đi vòng vòng làm gì,
cũng phải có người tới hỏi, nói chuyện tiếp xúc chứ nó mới có chuyện đi vòng vòng chứ. Thành ra mình không có đổ thừa là, tôi nói tôi nghe này nha, trong khu giãn cách á, người ta cố gắng là bắt nó thăm ra, thì trong thời gian đó cái người trong khu giãn cách rất là quan trọng, mình mới thủ thân mình, thủ thân mình. Chứ còn mình thấy người ta đi mình đi theo, mình nghĩ không sao, chắc cái ông này chưa phải F0 đâu, để mình đi chơi với ổng đi, khi nào ổng F0 thì tính, đó là chậm. Đó này nè, thấy chưa, mới coi hình đi phát mì ở trong khu phong tỏa, thấy rất là nhiều người, thấy nhiều người không mang khẩu trang đó, hỏi sao mà không tăng. Cho nên các bạn ở trong khu phong tỏa mà phải hiểu người ta sao kệ người ta, thân mình phải lo đó, còn ta sao sợ người ta, đặc biệt là cái mình là trong nhà có người nặng, có người bệnh và người lớn tuổi nữa, mình ham tám quá thì nó mới lây được. Trường hợp bị F0 mà không biết hay tự hết thì tiêm vaccine có sao không? Sao hết nếu bệnh á, đang bị bệnh á thì không nên tiêm, đang có F0 trường hợp thì còn mình không biết thì cứ tiêm bình thường, hoặc là hết bệnh thì cũng tiêm bình thường. Và thậm chí ở nước ngoài bây giờ là hết bệnh là nó còn khuyên mà 6 tháng tiêm thêm mũi cho chắc ăn miễn dịch á, nhưng điều đó Việt Nam thì chưa có cả, tại vì mình mới đợt dịch này tay thôi. Ở nước ngoài là cái người mà bệnh rồi nó còn khuyên chích thêm mũi lúc 6 tháng sau hết bệnh đó. Mà chích vô không phải là nó không chích sớm nha, mà tại người ta nghĩ là sau khi người ta bệnh thì 6 tháng sau thì bây giờ nó giảm. Cũng có người hỏi tôi là ủa sao nó kêu 6 tháng mới chích mà bây giờ chích vô mà không biết có sao không? Không phải, đó là lý do miễn dịch chứ không phải là do đụng giữa cái con virus với lại cái vaccine. Đúng rồi, tôi cũng nghe hoài à. Cái câu mà của Mỹ Hào vậy nè, Mỹ Hoa vậy nè, có nghĩa là tôi chụp được chụp hình quay clip nữa, có nghĩa là rất là coi thường cái chỉ thị 16, chú nhậu rồi qua đánh bài đó. Thì cái đó thì nếu mình thấy người ta như vậy đó thì mình chấp nhận, mình rút vô thôi. Tôi chỉ nói cái đó nó không làm ảnh hưởng tới hàng xóm, nhưng mà nó sẽ trả giá bằng cái chết của người khác. Cái đó có cái chết của người khác, bởi vì mình lây như vậy mình sẽ lây cho người trẻ, người trẻ không ý thức phải lây cho người già chết, trả giá một cái chết của người khác. Chứ đừng có tưởng là tôi không bị thì không sao, không phải vậy, tôi bị thì tôi cũng hết thôi, không chắc dễ gì tôi bị, mà trả giá một cái chết của người khác. Mà nếu cái chết đó trong gia đình của mình thì mình nghĩ sao? Rồi tôi còn câu nào không nhé? Đó, thấy chưa, đây nè, cái câu của anh Dũng gì nè. Bác ơi, hiện giờ xóm em đang nhậu đầy đó. Cứ chiều là tụ tập, không nhậu thì nói chuyện. Nếu cách làm như vậy đó thì chỉ có bệnh hết mới hết bệnh thôi. Mà trong thời gian bệnh hết đó, chắc chắn phải có người chết. Chứ còn cái xóm như vậy thì phải có người già, và khi nó bị đông thì thỉnh thoảng có người trẻ chứ. Tại vì mình bất chấp thì mình phải chịu thôi. Lúc đó tôi chỉ buồn làm gì, ngành y tế chịu không nổi. Chứ còn mình giang hồ thì mình giang hồ với mình thôi. Như vậy thì nếu mà mình ở trong cái xóm đó thì mình không khuyên được người ta thì thôi. Và lẽ đương nhiên là cái thổi là lỗi của chính quyền đó. Lỗi chính quyền đó. Tại vì nhà nước đã nói chỉ thị 16 thì cái chuyện nghiêm chỉnh đó là thuộc về chính quyền chứ, chính quyền địa phương chứ. Như vậy thì làm sao mà hỏi như vậy, sao mà tôi nói thật luôn, như đầu chương trình tôi nói, nếu mà các tỉnh á mà không nghiêm chỉnh chỉ thị 16 là nó cũng sẽ như vậy thôi, trong cái chờ vaccine nó sẽ như vậy thôi, trả giá ghê lắm.
hết bệnh rồi thì con virus nó đi mất rồi. À, nói cái này luôn cho nó dễ hiểu ha. Con virus mà nó vô người mình á, nó có mấy loại, có mấy loại. À, vừa mới vô một cái là mình chặn lại, tống nó ra, tống nó ra. À, đó là thường cái con virus mà mình có bệnh lần rồi, có bệnh lần rồi hoặc là mình chích ngừa rồi, vừa mới vô tới đây là mình tống nó liền, hoặc nó vừa xuyên qua da mình tới máu mình tống nó liền, hoặc mình vừa mới ăn vô bụng nó xuyên qua bụng mình là tống nó liền. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai á, nó vô người mình xong nó sinh sôi nảy nở, mình chưa biết nó, thành ra mình phải huy động cái tế bào máu của mình á, tế bào máu của mình chạy tới chỗ đó, à, tập trung chỗ đó, hoặc nó vô máu thì vây nó lại, hai bên đánh nhau, suy nghĩ về nhau lùm lá, cái con tế bào của mình á nó mới báo về trung tâm á, nói là có một cái con vật lạ này nè, làm sao phải sản xuất ra cái gì á để mà ép nó cho nó đẩy ra khỏi cơ thể mình. À, nó báo về trung tâm á, thì cái trung tâm mới huy động máu tế bào này kia sản xuất ra một cái chất người ta gọi là kháng thể. À, lúc đầu á thì nó nhiều lắm, đó là nó đang tăng lên như này, lúc đầu nó nhiều lắm, mình chưa sản xuất kịp thì mình phải để nó tăng thôi, thì trong lúc nó tăng nó làm cho mình bị bệnh. À, tạo nên bệnh là tới 5-6 ngày sau 8 ngày sau á, thì bắt đầu cái lượng mà cái chất kháng thể mình sản xuất ra được á, nó bắt virus lại không cho nhân lên nữa. Ví dụ mà một ngày nó nhân được 10 con đi, lúc đầu nó nhân được 10 con nhưng mà sau đó mình tới vay lại ngày còn 2 con, ngày còn 1 con, ngày còn 1 con, tới ngày hết luôn không có con nữa, thì lúc đó nó không sinh được nữa thì đâu còn nữa. Con virus một con vô trong cổ mình nó không bị, nó sống hoài, nó phải đẻ ra con khác là nó chết chứ đâu sống hoài được. Thì lúc mình không cho nó đẻ nữa, không cho nó nhân đôi nữa thì lấy gì mà nó còn, thì nó đẩy nó hết. Cái nhóm thứ ba đó là thường là cái nhóm nó lây qua đường máu. Ví dụ viêm gan si B đi, nó vô người mình xong mình vây nó lại, hai thằng ngang nhau nó trốn trong đó, nó cứ lâu lâu nó sản xuất ra 10 con cái mình bắt nó 10 con, nó sản xuất 15 con bắt được 10 con, nó còn quay nó là viêm gan si B hoặc là HIV hoặc viêm gan si C, chờ thuốc cho nó mới hết. Thì cái đó là nhóm thứ ba là như vậy. Cho nên nếu mà cái con virus này á, là nó thuộc cái nhóm thứ hai là tại vì sao, trong người mình không hề có kháng thể, mình gặp nó mình phải chiến đấu với nó một thời gian từ 5-7 ngày đến 10 ngày, là lúc đó trong người mình có kháng thể rồi. Mà đặc biệt cái kháng thể này nó cũng hay lắm á, nghĩa là nó có bộ nhớ. Giờ mình các kháng thể mình sản xuất ra cái mình bắt hết cái đó rồi xong đẩy ra ngoài rồi, đúng không, nó không nhân được nữa rồi, tự nó triệt tiêu rồi, thì cái bộ nhớ nó ghi trong cái phần sâu của tế bào, cái gan lách rồi hạch của mình á, thì nó có sẵn lập trình rồi. Con này vừa mới nhảy vô một cái là nhấn nút sản xuất hàng loạt cái kháng thể là không cho nó nhân lên nhiều được nữa. thành ra có nhiều người ta đâu bị nữa, ta không bị nữa. Ha, còn mấy người suy giảm miễn dịch đó thì mình không bàn gì. Cũng y chang chích vaccine, vaccine là nó tạo ra cái bộ nhớ đó, chỉ cần nhào vô nó nhấn nút sản xuất ra. Đó thì cái đó là nó bị rồi, nó không lây được nữa, nó không phát sinh nữa là như vậy. Rồi gọi cho 1022 đúng không? 1022, các bạn thử về gọi thử coi, tôi thấy có nhiều người gọi bấm vô nó không có số gì đó. Giờ gọi thử đi, nó có những cái lý thuyết hoặc là nó nghẽn mặt thì sao mình không biết. Cho nên á, có người nói là tôi báo rồi nhưng mà không thấy nhúc nhích, điều đó cũng đúng. Rất là nhiều người chụp hình cho tôi, có nghĩa là họ nản luôn. Đặc biệt là tôi có đứa học trò, nó là nhân viên y tế, nó nói em nản lắm. Tại vì nếu mà như vậy thì ngành y tế chỉ có chết thôi. Tại vì như vậy thì nó lây tiếp, nó lây vô cái người già là thiếu luôn. Thành ra nếu mà mình mới cái tỉnh á, chứ còn thành phố Hồ Chí Minh bây giờ thì chịu luôn. Cái tỉnh á, nên để ý cái này. Bắt hết, phạt hết. Đó, còn phong tỏa mà vậy thì thua rồi. Chụp đăng khó lắm. Khéo lại lên phường. Đó, tao nói là gì đó.
Nhưng mà nếu mình chụp răng khó thì mình phải lo cái bản thân mình, đúng không? Mình khuyên ông nào được thì mình khuyên, đúng không? Đó, mình báo thôi. Nhưng mà nếu mình người ta nhậu thì cuối cùng có thể người ta sẽ lây cho người nhà người ta, chứ còn không thể nào người ta nhậu người ta lây cho mình được. Nhưng mà cái điều đó nó sẽ làm chậm đi cái việc phong tỏa của khu mình ở, nó mất công bằng như cái đó. Rồi, có lẽ là không có câu hỏi nữa, tôi tóm lại nha. Thứ nhất á, tôi rất là sợ, hiện nay tôi rất là sợ cái tình hình ở các tỉnh. Tình hình các tỉnh, tỉnh càng đông càng chặt mà không đúng chỉ thị 16. Đặc biệt là trong hẻm, trong hẻm. Đặc biệt là trong khu ổ chuột chặt chội. Đặc biệt là trong khu nhà trọ. Đặc biệt là những cái chợ, những cái chợ. Và đặc biệt là nó mối liên kết giữa cái nhà máy và một cái khu nhà trọ, nhà máy với một cái chợ, nhà máy với một cái xóm. Để kinh đó, nếu mình không cương quyết là đố mà đổi theo nó được. Tại con virus Delta nó giống như cái đột biến Delta, nó giống gần giống virus người rồi. Nó lây ghê lắm, lây ghê lắm. Không y được, 5K mới đàng hoàng. Thứ hai á, là khi mà làm xét nghiệm á, truy vết á, phải làm cho nhanh, làm cho nhanh. Tại vì một con F0, một cái người F0 ở ngoài á, mà mình không tìm được nhanh á, là mình sẽ lây rất là nhanh. 1 cho 2, 2 cho 4, 4 cho 8, 8 cho 6, lây nhanh lắm. Một người lây 4 người, một người lây 6 người trong vòng một tuần, chuẩn bị rất là nhanh. Mà nó nhanh như vậy đó, thì khi nó còn một ổ thì mình còn làm được. Một ổ đó chỉ có vài người thì mình làm được. Tè le hết là chắc, tè le hết là chỉ có là đứng nhìn thôi. Lúc đó chiến lược xét nghiệm nó lại khác. Cho nên ở tỉnh thì cố gắng làm cái này dùng. Cái thứ ba là xét nghiệm phải đúng, đúng chiến lược và phải có kết quả nhanh. Đó. Nếu mình có kết quả nhanh, người nào cũng đứng yên hết là chỉ thị 16 á, thì bóc ra rất là gọn, đúng không? Chỉ, mình chỉ có 2 tuần thôi, chứ không là cứ 2+2+2 nữa hoài. Đó. Đó. Và cuối cùng là khi chúng ta muốn xét nghiệm, chúng ta bị xét nghiệm, hay là chúng ta chờ xét nghiệm, chúng ta được xét nghiệm, thì cái tâm trạng nó khá là giống nhau, khá là giống nhau. Nếu mình có khả năng bị thì mình sẽ có khả năng lây. Muốn không có khả năng lây thì đeo khẩu trang cho đúng, thực hiện giãn cách, đừng lây cho hàng xóm nữa, đừng lây cho họ hàng nữa, đừng lây cho cơ quan nữa. Nếu cùng lắm đi nữa là mình là F0 thôi. Và giả sử như mình không xét nghiệm mình là F0 thì mình cũng tự hết, hoặc là mình có triệu chứng là mình đi vô bệnh viện. Và lúc đó mình tiếp tục đeo khẩu trang nữa thì nó cũng là bình thường, đúng không? Nó cũng là bình thường thôi, có gì đâu, nó bình thường. Và trong khi thời gian chờ xét nghiệm mà nó có những cái tình huống dương tính, âm tính, thì nó có những khả năng xảy ra như vậy. Hoặc là mới bệnh, hoặc là bệnh sắp hết, tùy theo cái nồng độ của nó. Như nãy tôi vẽ cái hình parabol rồi, và lâu quá không có xét nghiệm thì đa số là âm tính, đa số là âm tính. Thì hy vọng với cái lần này đó thì sẽ như vậy, sẽ bàn như vậy. Thì có khả năng là tuần sau á, tôi sẽ làm một lại, tôi sẽ làm lại những cái câu trả lời về vaccine, câu trả lời vaccine ngắn gọn hơn. Thì vaccine tôi cũng làm nó buổi khá là nhiều rồi, nhưng mà hiện nay thì cái tình huống nó hơi khác. Tôi cũng làm những cái đồng gì đó cộng sự, làm mấy cái clip rồi, đọc cái đó cũng được rồi. Thì tôi gắng làm thêm một cái làm vaccine nữa, có khả năng là tuần thứ ba tuần sau sẽ nói một, thứ hai, thứ ba, thứ tư, gần như thứ ba có hẹn, thì sẽ nói một cái buổi về vaccine, tổng quan lại chúng ta biết, chúng ta mà phòng ngừa tốt. Thì cuối cùng là hy vọng là tất cả chúng ta cùng làm, không có cách nào khác đâu. Tôi nói thật, không cách nào khác đâu. Nếu mình không phụ nhau thì vậy hoài cho thứ rồi, kết thúc rồi ha. Rồi chào mọi người nha.